bảo gớm. Thôi thôi, không làm được đâu. không, người ta bảo là phải mở cái này thì mới là gọi là đàn trưởng ông thành trưởng đúng không? thành. Người đàn ông trưởng thành chứng tỏ em chưa trưởng thành. Không, anh cũng không mở được. Vâng, thưa các bạn, chỉ vì một cái sự gọi là gì? Chứng minh em Chứng trưởng minh thành nên là bằng chúng cách. tôi đã phải lượn cả Hà Nội để có thể tìm được một chỗ bán cao sa vàng huyền thoại của Việt Nam. Và vì bạn Dennis mới đọc một thông tin ở trên một trang mạng xã hội là các thanh niên ở bên Nga và bên châu Âu nói rằng là khi mà mở được cái này thì mới là một người đàn ông trưởng thành, Còn không là trẻ trâu, còn không là trẻ trâu. Vâng, và tôi không trâu thì mở công được, sức tập tạ. tôi không mở được cái chứng tỏ Em tôi nhớ trẻ ngày trâu. xưa em phải chọi thì em phải chọi xuống đất chứ, không Không, nổi quá cơ. không thể mở được Ô, đâu. ngày xưa em mở được mà nhờ. Thì vì bây giờ em trẻ trâu đấy. Thế cái này để nắm ra. Từ từ, anh có mở được đâu. Anh sẽ mở được. Từ từ, sắp ra. Thế nhỉ? Thôi thôi thôi, không trưởng thành. Đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây, Ok. đưa đây. Nốt, nốt, nốt. 10, Bệnh 9, mà ngồi cậy như này á, đến lúc cậy 8, xong chắc hết bệnh. 7, 6, Sắp rồi, sắp rồi. 5, 4. Em kêu cái xe em chọi xuống đất mà. Hỏng xe đấy em. Sao đấy nhỉ? Thì vì là trẻ trâu, chưa trưởng thành thì thôi, coi như là mình trẻ đi. Thế sao người ta mở được, Đưa mà đây em không về mở bảo được? bố Sơn mở cho. Vậy bố Sơn đã trưởng thành rồi. Nhưng mà mở kiểu gì nhỉ? Nào, trở thành người đàn ông trưởng thành chưa nào? Không được rồi. Thử đi xem nào. Mới một tí mà đã không được rồi. Đây còn một tiếng ấy này. Không được. Vâng, không một ai trưởng thành hết nhé các bạn. Tên 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 cuối cùng tôi đã trở thành người trưởng thành rồi các bạn ơi. Chính là Nguyễn Trần Trung Quân. Yeah. Tôi đã mở được nó các bạn ơi. Muôn con đi nhỏ nước mắt nhiều như này, cái mắt đang bị thủy mắt hơi nhiều đây này. Mười mấy tuổi rồi đấy, 12 tuổi, 12 tuổi rồi. Còn lông vẫn đẹp nhá.